bà mẹ tao tiếc lắm chứ, được phạt cho mẹ là tao tiếc. Thôi, mẹ ra cái bánh xe xăng thì ok nè, nè. Được, phải mình phải thương nó lắm. Ok, thôi bye bye nha, về với chủ máy nha. Ok, bye bye. Ông già đi đi mua từ Ukraine mà cái bánh xe cái bánh là cái đăng. Bánh xe tăng của Ukraine mà cái này anh nấu ba trực tiếp không? Không có trực tiếp không? Cái này mua nhiêu? Cái này là mất á, cái này là bấm nó phần bắt trên cái răng vậy cái xích nữa. Oh, cái này wow. Tiếng cùng luôn, không phải đùa đâu. Sắp này là sắp của Ukraine. Ukraine nó bẻ. Ờ, thép mấy. Ờ. Ồ, mà cái bánh này nè, cái bánh này nè. Quá nè, cái này là nó mất xích vô nè. Là Ukraine. Ờ, đấy. Vui tới lắm, dạ dương tính. Này ông già bán phế liệu là buôn từ đậm cái đó Ukraine thế chạy về thế chứ làm những cái miếng ăn dở ở biết đó đủ mẹ tao mấy bà làm tuổi mà mày nên sao vậy rõ hả mía nói với mày biết không.